Thời gian qua, đã có nhiều hộ dân trên địa bàn phường Châu Phú B mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đa cây, xen canh có năng suất chất lượng hiệu quả kinh tế cao, giàu sản xuất, qua đó cướp phần gia tăng giá trị canh tác, từng bước cải thiện, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Với bản tính cần cù chịu khó tìm tòi học hỏi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các lớp tập quấn của hội nông dân, nên anh Quỳnh Văn Cường, khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B mạnh dạn trồng xen canh 4.000 giỏ ngải bún dưới gốc táo hồng để nâng cao thu nhập trên một diện tích canh tác. Theo anh cho biết, táo là loại cây lâu năm, dễ chăm sóc hơn so với các loại cây trồng khác. Theo chu kỳ, sau khi thu hoạch trái xong, chỉ cần cắt tỉa cành hoặc cưa cây táo, sau đó bón phân dưỡng cây đâm chồi tạo tán. Sau mỗi vụ thu hoạch táo xong, thì anh bắt đầu trồng sen canh ngải bún. Đến khi cây táo phát triển và ra trái, thì cũng là lúc phần lá ngải bún bắt đầu lụi tàn là lúc anh thu hoạch củ ngải bún và lượng phân hữu cơ từ cây trồng ngải bún được bón lại cho cây táo. Ngải bún được trồng bằng củ, đất trồng phải tơi xốp không để uống nước. Loại cây này cũng không kén đất. Trong khoảng từ 4 đến 6 tháng là thu hoạch, mỗi đợt thu hoạch trung bình mỗi giỏ cho năng suất từ 1 đến 2 kg ngải bún với giá bán trung bình là 20.000 đồng trên 1 kg tùy theo giá cả thị trường mô hình này đang đem lại hiệu quả kinh tế và góp phần tăng năng suất hiệu quả cây trồng trên một đơn vị diện tích đất canh tác và tăng thêm thu nhập cho người dân